Đại sứ Nga ở Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo lực lượng Ukraine sẽ phá hủy bất kỳ xe tăng Mỹ nào xuất hiện trên chiến trường Ukraine sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc hiện có ý định cung cấp xe tăng M1 Abrams cho chính quyền Kiev. Trả lời câu hỏi của đài RT về khả năng Kiev có thể được viện trợ loại xe tăng chủ lực M1 Abrams từ Mỹ, đại sứ Antonov cho rằng đây là động thái phản ánh việc Mỹ leo thang can sự tại Ukraine, đi xa hơn những gì mà Washington trước đó cho rằng chỉ cung cấp vũ khí phòng thủ. Đài RT hôm 25 tháng 1 dẫn lời nhà ngoại giao Nga cảnh báo, nếu Mỹ đưa ra quyết định chuyển giao M1 Abrams cho Kiev, không nghi ngờ gì xe tăng sẽ bị phá hủy trên chiến trường, chịu chung số phận như tất cả vũ khí, khí tài khác của NATO ở đây. Ông cáo buộc người Mỹ liên tục phá bỏ những giới hạn viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev. Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ ngày 24 tháng 1 cho biết Washington dường như không còn phản đối việc gửi xe tăng M1 Abrams cho Ukraine và dự báo Mỹ sẽ sớm có quyết định trong tuần này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong một diễn biến liên quan, tạp chí The Spiegel vào hôm 24 tháng 1 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đồng ý gửi cho Ukraine số xe tăng Leopard 2 đủ để thành lập một đại đội. Một đại đội xe tăng thường bao gồm ít nhất 16 xe tăng. Trong số này, có một chiếc là phiên bản mới nhất Leopard 2A6. Trước đó cùng ngày, một đại diện của nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức chia sẻ với trang tin AND rằng công ty có thể cung cấp khoảng 139 chiếc Leopard 2 cho Ukraine. Trong đó, lô 22 chiếc Leopard 2A4 đầu tiên có thể sẽ sẵn sàng ngay vào tháng 4 năm nay và thêm 22 chiếc có thể được sửa chữa và giao cho Ukraine trong vòng 1 năm. Người phát ngôn của hãng cũng cho biết có thể cung cấp 88 xe tăng Leopard 1 nhưng không nói rõ thời gian. Quyết định trên sẽ mở đường cho xe tăng Đức từ nhiều nước châu Âu đến Ukraine. Là quốc gia sản xuất xe tăng Leopard 2, Đức phải phê duyệt giấy phép xuất khẩu nếu các nước muốn chuyển xe tăng Đức cho một quốc gia thứ ba, chẳng hạn như Ukraine. ABC News dẫn lời một quan chức Ukraine cấp cao cho biết 12 quốc gia đã cam kết cung cấp cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard 2 nếu chính phủ Đức đồng ý. Một quan chức khác của Ukraine cho biết xe tăng Leopard do Đức sản xuất rất cần thiết cho Ukraine vì kho đạn của xe tăng thời Liên Xô cũ mà Ukraine sử dụng đang cạn kiệt. Một số thành viên cấp cao của chính phủ Ukraine đã từ chức hoặc bị sa thải trong một cuộc cải tổ lớn nhằm xử lý các cáo buộc tham nhũng. Chính quyền của Tổng thống Zelensky nói rằng các động thái này cho thấy nhà lãnh đạo đang quan tâm đến các ưu tiên của người dân. Ông Zelensky cảnh báo sẽ có thêm nhiều người phải ra đi trong những ngày tới. Những người bị thay thế bao gồm Thứ trưởng Quốc phòng Vyacheslav Shapovalov, người bị cáo buộc thổi giá thực phẩm cung cấp cho quân đội, Phó Tổng công tố Oleksiy Simonenko, sau khi được cho là đã dành kỳ nghỉ Tết cùng gia đình kéo dài 10 ngày ở bờ biển Tây Ban Nha bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra, và Phó Chánh văn phòng Tổng thống Kirilo Timoshenko, người đã bị chỉ trích vì lái xe ô tô thể thao trong thời gian chiến sự. Ông Timoshenko không đưa ra lý do từ chức. Trước đó ông phủ nhận hành vi sai trái và nói rằng những chiếc xe này được thuê. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng phủ nhận các cáo buộc nâng khống giá cả thực phẩm, nhưng cũng nói rằng động thái sa thải sẽ giúp duy trì niềm tin vào cơ quan này. Còn văn phòng công tố cho biết ông Simonenko ra đi theo nguyện vọng của bản thân. Tổng thống Zelensky nói rằng trong tương lai không quan chức chính phủ nào được phép rời khỏi đất nước trong thời chiến, trừ khi đi công tác. Ngoài ra, năm thống đốc của các tỉnh chiến trường cũng bị cách chức. Tổng thống Zelensky, trước đây là một diễn viên hài, đã lên nắm quyền với tư cách một người ngoài chính trường, hứa hẹn sẽ giúp Ukraine thoát khỏi những nạn tham nhũng trầm kha. Nhưng cuộc chiến đã đóng băng nền chính trị trong nước và các đối thủ chính trị đã bị đẩy sang một bên để tập trung vào sự sống còn của đất nước. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23 tháng 1 cho biết những thay đổi nhân sự đang được thực hiện cả cấp cao và cấp thấp để giải quyết nạn hối lộ. Đã có các quyết định nhân sự, một số hôm nay, một số ngày mai liên quan đến các quan chức ở các cấp khác nhau trong các bộ và các cơ cấu chính quyền trung ương khác cũng như ở các khu vực trong cơ quan thực thi pháp luật. Ông Zelensky không nêu danh tính các quan chức sẽ bị thay thế nhưng cho biết kế hoạch của ông bao gồm việc giám sát chặt chẽ hơn các chuyến đi công tác nước ngoài của quan chức. Một số phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin nhiều bộ trưởng nội các và các quan chức cấp cao có thể sắp bị sa thải. Cảnh sát chống tham nhũng Ukraine ngày 22 tháng 1 cho biết họ đã bắt giữ Thứ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng vì nghi ngờ nhận hối lộ 400.000 đô la Mỹ cho việc nhập khẩu máy phát điện vào tháng 9 năm 2022. Quan chức trên đã phủ nhận cáo buộc này. Một cuộc điều tra cáo buộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã chi quá nhiều tiền cho các nhà cung cấp thực phẩm cho binh sĩ. Tuy nhiên, nhà cung cấp cho biết họ lại chưa nhận được khoản tiền nào. Ông David Arakamia, người đứng đầu đảng đầy tớ nhân dân của Tổng thống Zelensky cho biết đảng này đã làm rõ từ đầu xung đột rằng các quan chức nên tập trung vào cuộc xung đột, giúp đỡ các nạn nhân, cắt giảm bộ máy hành chính và ngừng hoạt động kinh doanh đáng ngờ.